Phúc ơi, hình như mấy ông hương ông làng gì kéo tới đi đâm quá kìa Phúc. Đám hương đồng của mình đâu? Dạ. Cửa trước cửa sau anh đừng cẩn thận nha, không được lo bất cứ ai ra khỏi cửa. Dạ. Tao la một tiếng rồi quay nhào vô tiếp tao nha. Dạ. Con Diệu mà nó lọt vô nhà tôi nha là nó đại bước tích. Còn bà kiếp trước bà cũng khéo qua tù chứ không có dễ gì đâu. Bởi là hai con ý nó muốn thương khác của bà, tôi thương con cho nên tôi chiều theo ý nó. Bà đừng có thấy hạ mình rồi bà tưởng bà cao nha. Dạ tôi có dám nghĩ gì đâu, con gái của cao vốn là phần bỏ hơn, từ lâu nay chỉ quen với chiếu lót giường kê. Bà chê làm bé, làm bé cũng nắm bãi đường chứ. Nè, một chùm súng á không bằng một hết cam, hiểu chưa? Dạ bà hội không thương thì tôi chịu, chứ nó là con gái mà bắt làm lẽ làm mọn thì tội nghiệp cho nó quá. Thà tôi chịu mỗi đứng đau nguy hiểm cũng được, chứ không nỡ để cho con tôi nó khổ sở cả đời. Bây giờ bà lý sự với tôi ha, bà muốn nghịch với tôi ha, được rồi, muốn vậy tôi cho vậy, để không bảo đâu. Dạ không ha, kêu con cùng chút, tao nhà nó tôi này, đồng đầu hết cho tôi, ha, lẹ đi, nó kêu tôi chứ, muốn vậy tôi cho vậy. Quê em đừng dối kêu làng kêu ninh, nếu tình xưa còn quyến luyến thì xin nảy lòng đây một chuyến sau cùng. Nói sau cùng vì anh e rằng em đã đôi già thay lòng. Trời ơi mười mấy năm cách biệt, giờ gặp em anh ngỡ ngàng như giấc chiêm bao. Tóc em đã bạc màu, da em đã nhăn nheo, nét thanh tân tuy giờ đã mất. Nhưng sao anh thấy quê của anh vẫn còn nguyên cái vẻ đẹp mơ màng. Chú là ai vậy? Bà Hội ơi, nếu bà không phải là quê thì còn là ai nữa? Trời đất ơi thần, nói vậy nãy giờ chú mùi với tôi á, chú tìm chi một quê hai quê, nè chú có điên không? Em, thiệt tình em không còn nhớ có Út Bửu sao quê. Ôi, chú Út Bửu là cái thằng chó nào ai biết. Phải mà, em quên cũng phải lắm. Cái cảnh giàu sang phú quý làm thêm ngày càng thêm đẹp thêm duyên, còn nỗi đói rất nhọc nhằn khiến anh thêm già nua xấu xí. Nếu tình trường chỉ diễn ra trong tim mốc thì tại sao con người chú trọng tới mắt ngọc da ngàn? Quê ơi tình của đôi ta kể như kêu rã hồ tan. Anh không mong chấp cánh con chim bay để nối liền trời cao đất rộng, nhưng một chút tình yêu anh còn dư. Sao em đã vì chữ sáng giàu mà phụ bạc tình nhau? Nè cái chú điên kia nha, chú mua về thằng chú là chú cầm miệng chú lỡ nhau, đừng có chặt tôi giận đây cái rồi tôi nói ra là vì tôi quý trọng tình yêu. Cũng bởi lẽ đó mà mười mấy năm tôi thương một mình, tôi nhớ một mình, tôi đau khổ một mình. Bây giờ bà muốn tôi giữ mãi sự im lặng tới đến ngàn năm hay sao? Trời đất ơi thằng ơi, thằng chú la ông còn vậy? Mà sợ người ta nghe phải không? Vậy thì tôi đi ra ngoài đồng, tôi la. Trời, này thầy ra làm bó thì công đầu tôi mẹ già này xuống cho tôi cái coi nè. Ôi trời, mấy người, bụng má tôi ra. Chị thứ bà, sao? Thông tôi đây, bà muốn cưới nó ngoại, muốn gả muốn bán làm nớm làm bé thì cũng được, mà để cho má tôi đi. Sao để cho má tôi đi, tôi chịu. Đó, thấy không? Con lừa con chị đó. Thôi thầy không quản, thôi nó chịu rồi, thôi em rồi. Thôi được, thôi thầy biểu mấy đứa nó đi về đi nha. Để tôi, nè, còn cái chị này đi nữa.
đi theo tôi, đừng có sắp lớp vậy. Qua bên nhà, đừng có ché trên trục xích giả cái gì mai đầu cho nó. Đi, khác gì nữa. Thôi thôi, rút về anh em ơi. Sáu năm một kiếp làm vô nghề, phần qua con tôi nằm mổ thân. Ôi trời đất, anh nằm ơi, thôi nó giết tôi lắm. Trời đất ơi, tôi nghĩ tôi đẹp rồi. Trời đất ơi, tôi đang tù. Tôi nướng đắng cho mà nó không nói, không kể cho tôi sao cái tay tôi. Thầy chết rồi, nó chết rồi, đẹp quá. Con mới đổ nước tắm vào thao, thì xoay nước đi, để lấy nước lạnh đổ vô, thì má thở tay vô, con đâu có hay. Trời ơi, cái đầu thương, cái đầu thúi, mày muốn giết tao mà, ai đầu thao nước sâu vậy, thì mày phải nói với tao, mày để cho tao thỏng tay, để mày qua cái tay, tao chăm ngủ cái tư được. Ai mày má, tao lên qua, mày qua đi, nó để nước sâu trong thao á, mà không có, nó để tao thỏng cái tay vô trong trời. Trời ơi, chị có đánh chết má được mấy không? Đồ vô trời á, đồ vô trời, con nhiều sao con vô 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 vô. Tôi với má nó cũng nước lớn lắm, mà còn sống được tới bây giờ rồi, nói cho má biết. Trời ơi, mà tao rồi tao hỏi mày đây nè, nếu tao đuổi nó thì ai làm xong chuyện cho tao đây? Dễ đất thì cũng đỡ nóng tay chứ mày, còn mày giỏi cái tài nói này nói nọ, xong chuyện thì không đánh tới móng tay. Trời ơi, bà Tiên cũng chưa chắc sướng hơn. Tao là mẹ, tao lấy công bình nói mà nghe. Một mình nó nghe, bốn đứa cũng có qua nữa mà. Ơi, cái gì? Tôi nên hãy nói tôi chỉ cái má bên ra mặt nè. Chỉ đâu có coi tôi nói cái lô nào đâu. Ờ. Một ngày từng nửa chồng tôi nói nhà thương. Tôi nhận đó là tôi giữ điên cho yên chuyện. Trời ơi, tao coi bộ mày có hơn tao rồi nha mày hả? Tôi vậy mà má nói mối nhỉ. Để nói ra cái má bên nè. Chán quá. Bây giờ mà có người bạn vào nhà thương Tâm Anh Thảo. Sao? Anh có nhờ người ta đến đây dạy anh Sơn. Ờ. Người đó hẹn bữa nay đến mà. Thôi, ngáp rồi. Mất ơi, mất tiếp ta dùng cái con đi ngủ. Nè nè nè, đâu có được, đâu có được. Tao còn phải đi khui hủi cái kia mà. Thôi thì nhà ở nhà nếu người ta có đến thì lại kêu tôi. Chị, con gái gì mà nó mở mắt ra cái là ăn. Hết ăn cho rồi đi ngủ. Chị.